Xin chào anh em, chào mình, em đã quay trở lại với em Tùng Audio. Bắt đầu về thêm mẫu đẩy rất chất lượng đến từ ETC. Đây là phiên bản đẩy ETC S800 các bác nhìn ạ. Hôm nay lô hàng bên em về trước mắt là hơn 50 con để phụ anh em khách hàng. Nếu anh em đang có nhu cầu mua số lượng lớn hơn nữa thì bên em tiếp tục về thêm. Hiện tại thì trước mắt bên cả anh em đang về được trước mắt là 50 con đẩy ETC S800. Đây là cái phiên bản rất là hot bên em. May quá vừa hết hàng các bạn. Nhưng em đang đặt đơn thì em xin lỗi, hôm nay bên em mới gửi hàng được. Bởi vì em cũng đã nói chuyện qua với anh em khách hàng hôm trước rồi. Anh em đặt hàng hôm thứ bảy, hôm thứ sáu thứ bảy đấy. Thì em cũng đã hoãn lại một vài hôm để hàng về. Tại vì xe hàng nhà em đang bắt đầu lên đường về phụ anh em đây rồi. Và trước mắt thì bên em đã bắt đầu về đẩy nhá. Hôm nay sẽ cùng các anh em kiểm tra mẫu đẩy ETC S800 đây. Đấy, cùng anh em kiểm tra xem mẫu đẩy chất lượng bên cửa hàng Tùng Audio là như thế nào. Với dòng đẩy này hôm nay các bác nhìn này, anh em muốn mua số lượng lớn, muốn mua lẻ, mua xỉ giá tốt thì liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio. Đây, dòng đẩy ETC S800 phân khúc 2 cân cho gia đình, cho anh em đánh loa từ bát 20, bát 40 các bác nhé. Em để hẳn lên cao trên này để cùng anh em kiểm tra hình thức giao diện. Và những video sau thì em sẽ làm video chi tiết hơn về chất lượng âm thanh của dòng đẩy ETC S800. Những anh em mà đã đăng ký kênh và theo dõi kênh em Tùng thì hãy đón xem video tiếp theo của em về dòng đẩy ETC S800 này các bác nhá. Đây, hình thức giao diện của ETC S800 này, thực sự đây là một trong những dòng đẩy rất hot bên em. Hàng sản phẩm chính hãng của ETC, đầy đủ tem mác giấy tờ, có chế độ bảo hành, đi theo hãng để anh em yên tâm nhá. Logo thương hiệu, mã QR code để anh em có thể kiểm tra hàng. Đây, hình thức giao diện này. Đấy. Và dòng này thì cũng có nhiều anh em mà không biết nút công tắc nguồn nằm ở đâu, thì đây xin thưa các bác, công tắc nguồn của ETC được thiết kế tủ ở phía trong đó nhá. Đây các anh nhìn này. Đấy, cái nút này này, lên gạt xuống này. Thiết kế này thì thật sự là đây, cái nhà sản xuất ấy, người ta cố tình làm. Các bác biết tại sao người ta lại thiết kế công tắc nguồn thu ở phía trong ạ? Để đảm bảo an toàn trong việc là sử dụng trong nhà gia đình có trẻ nhỏ đấy. Chúng ta sử dụng thiết kế công tắc thụt vào như thế này thì chúng ta ví dụ trẻ con thì khó bật hơn đấy. Còn nếu như thiết kế công tắc mà ở giữa hay là ở những cái nơi nó thoáng thì đa phần là bật tắt nó dễ dàng, thì có thể là ai đó nghịch vào hoặc bật tắt liên tục vào dòng đẩy thì dẫn đến hiện tượng là cháy chập nổ đấy, là rất là không an toàn và rất là nguy hiểm. ETC S800 thì các bác thấy này, hàng bên em về chất thành đống đấy, đợi các bác em mua hàng thôi, sử dụng ngay cho dàn máy âm thanh gia đình đi. Đây là một cái con đẩy mà em thấy là công suất rất là ổn định và giá thành của em này nữa. Hiện tại thì em đang để với mức giá là khoảng hơn 3 triệu đồng. Nên anh em là có nhu cầu các bác cứ liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio để có ngay giá tốt nhất. Và thậm chí là cái phiên bản này về bây giờ nhà em nhập giá nó tăng lên ít nhất là 200.000 so với giá đợt trước rồi. Nhưng mà vẫn may là vẫn có hàng về các bạn, chỉ sợ là không có hàng về thôi. Chứ còn giá tăng hay không, giá tăng lên mà bên em Tùng vẫn đang để giá khuyến mại thì chắc chắn là em sẽ không bao giờ là tăng giá lên. Trừ khi các bác nhá, trừ khi là hàng trên thị trường hết sạch rồi em phải đi mua hoặc là đặt ở những cái đơn vị khác. Còn nếu như mà bên em mà đã về được hàng, kể cả là bên nhà sản xuất có tăng lên, thì em vẫn giữ giá tốt nhất cho anh em khách hàng. Đấy. Các bác biết rằng là tất cả trang bị âm thanh ở đầu năm mới thì toàn hầu như là hết hàng và hàng rất là hiếm, giá thành nó tăng lên, mỗi cái thiết bị nó tăng lên ít nhất là 50-100.000 đồng. Đấy, những sản phẩm khác bên nhà em vẫn giữ giá tốt, em không tăng giá theo thị trường. Tại vì nô hàng nhà em vẫn còn, em vẫn phục vụ anh em. Đấy, thế là anh em đã đến với em Tùng là các mua được giá cực kỳ hời luôn. Đây là ETC S800, dòng đẩy 2 cây các bác nhá. Đấy, dây rắc này có cả đầu rắc lưu trích và đầu rắc truyền thống cho anh em. Anh em mà chơi con này thì các bác có thích cắm thì các bác cứ cắm cho em vào mặt sau, mặt trước đều được cả. Với các thiết kế như này các bác nhìn này. Đây, thiết kế phía mặt sau của ETC S800 này, quạt gió làm mát các bác nhá. Và có đầy đủ các đường dây rắc cắm lưu trích này, truyền thống này, các chế độ đánh thì anh em có thể sử dụng Sitel, Banel, Vrai. Đấy, có các đường cổng Calon in out cho anh em, link sang các cục đẩy công suất khác, tăng công suất để anh em có thể đánh. Còn là gia đình thì em nghĩ là chúng ta chơi 700W là thoải mái, bởi vì 700W là một cái công suất không hề nhỏ đâu các bác nhé. Đánh được một đôi loa 30 cộng một đôi 25 nữa, các bác cứ lưu ý cho em. Đấy, hôm nay thì bên em về được rất nhiều, ít nhất là sẽ phục vụ cho anh em trong khoảng độ tầm tuần 2 tuần nữa, còn về thêm các bác nhé, chứ cái này vẫn chưa ăn thu gì các bạn. Em đặt hơn 200 con cơ, thế là trước mắt về mới được 1/4 thôi, còn sẽ về thêm để phục vụ anh em khách hàng. Nếu anh em đã có nhu cầu với trang bị âm thanh, đặc biệt là dòng đẩy ETC S800, anh em muốn mua xỉ lẻ số lượng lớn thì liên hệ trực tiếp với em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979 629 336. Bác hãy nhớ đón xem những video tiếp theo bên em.